Chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về mô hình thiết kế web động bằng PHP và Reviewer. Các bạn hãy tham khảo mô hình thiết kế web động như hình vẽ ở đây. Thì các bạn hãy nhớ lại trong phần học thiết kế web tĩnh, thì khi thiết kế web tĩnh, trang web chúng ta tạo ra sẽ có đuôi là .htm hoặc là .html. Trang web này chúng ta chỉ cần đặt trên đĩa cứng và chúng ta chỉ cần dùng bất kỳ một trình duyệt web plan nào, ví dụ như là chương trình Chrome hay là chương trình Firefox hay là chương trình Internet Explorer, là chúng ta có thể mở trang web này lên xem được. Hoặc là chúng ta có thể chép trang web của chúng ta bỏ lên đĩa CD-ROM thì chúng ta cũng có thể mở lên xem được. Nhưng trong học phần thiết kế web động này, trang web của chúng ta thiết kế ra sẽ có đuôi là .php. Trong phần thiết kế web động này, trang web của chúng ta thiết kế ra sẽ có đuôi là .php. Viết tắt của cái từ là Professional Homepage. PHP này nó có nhiều tên gọi, ví dụ như là Professional Homepage hay là Processor Homepage. Các trang web động này chúng ta phải đặt trên web server thì nó mới chạy được. Nếu chúng ta thiết kế trang web động mà chúng ta chỉ cần dùng trình duyệt mở lên không thì nó sẽ không chạy. Do đó, trong mô hình web động của chúng ta, các bạn thấy sẽ có thêm một cái web server chỗ này. Chức năng của web server, nó là một cái máy chủ dùng để lưu các trang web, bao gồm web tĩnh và web động. Cái web server này chúng ta còn gọi là web hosting. Có nghĩa là sau này khi các bạn thiết kế website xong thì chúng ta phải thuê web server để chúng ta up các trang web của chúng ta lên. Trên web server này nó sẽ chứa các trang web tĩnh và các trang web động. Và web server của chúng ta sau này khi các bạn thuê, các bạn cũng chú ý là nó có nhiều dạng phần đăng ký hosting và thuê hosting như thế nào. Sau này chúng ta sẽ có các bài thực hành nói về phần này. Nhưng mà trong phần nói về web server hôm nay thì tôi cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn. Đó là sau này khi chúng ta thuê web server thì thường nó sẽ có hai dạng. Các bạn sẽ thuê hosting dạng Linux. Các bạn dùng hosting dạng Linux hay là hosting dạng Windows. Hosting Linux hay là hosting Windows đều có thể cho phép chúng ta chạy được các trang web tĩnh và các trang web động. Nhưng theo tôi, hosting Windows sẽ dễ dùng hơn hosting Linux, vì các bạn thường thì các bạn vẫn quen dùng Windows hơn. Do đó, đối với hosting Windows thì giao diện sẽ thân thiện hơn và phần cấu hình cũng dễ hơn, và phần bảo mật tôi thấy cũng tương đối khá tốt. Do đó sau này các bạn nên thuê hosting Windows để các bạn dùng. Cái web server của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ chọn lựa là dùng hosting Windows hay là hosting Linux. Thì các bạn nên chọn hosting Windows. Nhưng mà trang web động của chúng ta muốn chạy được, chúng ta phải có thêm một cái server nữa, gọi là cái server PHP server. Thực tế các trang PHP của chúng ta đó là các trang web được viết bằng một cái ngôn ngữ lập trình. Do đó các trang web này muốn chạy được, chúng ta phải có một cái server dùng để biên dịch lại các trang web PHP mà chúng ta đã thiết kế ra. Hiện tại các PHP server thông dụng ở Việt Nam đó là các bạn có thể thuê các gói PHP dạng 5.2.x.
PHP 5.2.x là một cái gói rất là thông dụng hiện nay trên các web server dạng Windows hay là Linux. Thì hiện tại cũng có các phiên bản PHP khác, ví dụ như là PHP 5.3, nhưng mà do PHP 5.3 nó hơi mới, do đó một số hosting người ta cũng chưa cập nhật lên. Các bạn khi các bạn thay host, các bạn nên đưa ra yêu cầu để người quản lý hosting người ta sẽ cài đặt cho các bạn. Trong phần này chúng ta sẽ dùng PHP 5.2.x là một gói mà thường hầu hết các ISP ở Việt Nam đều cung cấp cho khách hàng. Về phần web động, chúng ta còn liên quan tới phần database server. Khi các bạn thiết kế web tĩnh, phần dữ liệu chúng ta sẽ mở trang web lên và chúng ta nhập trực tiếp trong trang web. Nhưng đối với web động thì khác, phần dữ liệu của chúng ta sẽ nhập trực tiếp vào database. Sau này chúng ta sẽ viết chương trình quản lý và chúng ta chỉ cần ngồi từ trình duyệt web thông qua mạng internet thì chúng ta có thể kết nối vào database server để chúng ta có thể thêm xóa sửa dữ liệu tức thì được. Và cái database server của chúng ta dùng trong phần học web động này, đó là chúng ta sẽ dùng chương trình MySQL server và phiên bản cũng là 5.x. Vậy là để làm web động, chúng ta cần phải cài đặt thêm web server, PHP server và MySQL server. Để thực hành thì các bạn phải cài thêm ba server này vào bên trong máy của các bạn. Nhưng sau này chúng ta khi upload lên hosting thì chúng ta không cần phải cài đặt ba server này, mà trên nhà cung cấp dịch vụ web server thì họ sẽ cài đặt sẵn cho chúng ta, và chúng ta chỉ yêu cầu họ là cài đặt cho chúng ta theo mô hình là ví dụ như là chúng ta dùng PHP 5.2 hay là chúng ta dùng PHP 5.3 thì người ta sẽ cài đặt cho các bạn, hoặc người ta sẽ chuyển các bạn vào đúng server đó theo yêu cầu. Trong buổi thực hành hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài mô hình web động thêm ba cái server này. Còn phần web client, đó là các trình duyệt ví dụ như là IE hay là ROM hay là Firefox, thì hầu như máy các bạn đã có rồi, tức là các bạn đã cài rồi trong phần thiết kế web cơ bản. Còn trong buổi thực hành hôm nay, chúng ta sẽ cài web server, PHP server và database server.